lên 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 nhanh lên mời các anh nhìn thử ai là chủ xe hàng này. Dạ anh này. Ai là chủ kho hàng này? Anh này luôn. Dạ. Chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ đó. Mình tạm xa nhau một thời gian. Vợ chồng mình vẫn bình thường mà anh. Anh à, nếu như anh không thích thì em sẽ không nghi ngờ anh nữa. Em hứa miễn sao anh đừng đi thôi. Chúng ta sẽ không bình thường được. Anh cần thời gian để chúng ta không phải làm khổ nhau. Chị Hảo, chị Hảo. Thời gian trôi qua bao lâu rồi? Anh vẫn không thể quên được quá khứ. Anh không quên được em. Những gì đã qua mình để nó qua đi. Hãy trân trọng những gì của hiện tại. Đừng bao giờ đánh mất nó. Nếu có mất sẽ không bao giờ tìm lại được đâu. Tôi có thể hỗ trợ cho chú, nhưng mà tất nhiên là những chuyện trong khả năng cho phép. Còn những chuyện gian lận hồ sơ chứng từ như vậy, xin lỗi, tôi không giúp được, mong chú thông cảm. Kim nè, bất đắc dĩ lắm tôi mới nhờ Kim giúp, để tôi mới có thể vượt qua cái đợt thanh tra này. Tất cả cũng vì tại tôi quá tin tưởng vào ông Thuận. Ông ta làm vậy khiến tôi điêu đứng. Nếu đúng như vậy thì tôi thấy chú đâu có sai cái gì đâu mà chú phải sợ. Chú bình tĩnh đi, đừng căng thẳng quá. Tôi vì túng quá cho nên mới quá liều thôi. Thôi được, tôi sẽ suy nghĩ lại những lời của Kim. Dù thế nào tôi cũng phải giữ lại công ty Đại Phát. Bởi vì Đại Phát là xương, là máu, là cả cuộc đời của tôi. Cũng như công ty này đối với anh Thư, với Thiên Kim vậy mà. Chú à, ngoài chuyện chú vừa đề nghị thì còn chuyện nào khác mà tôi có thể giúp chú được không? Anh Tư, anh không giúp được em lần này hả anh Tư? Tao cũng muốn giúp mày lắm, nhưng mà thời buổi làm ăn khó khăn, tao có nhiêu tiền tao bung ra hết rồi. Mà mày nói số tiền quá lớn, bất thình lình, tiền đâu mà tao giúp mày được? Tao có đi không? Ôm hoài. Anh Tư, vậy khoảng 2 tuần nữa được không anh Tư? Anh ráng giúp giùm em đi mà anh Tư. Nè vô, cũng nổi không? Anh không có hứa với chú mày được. Chuyện nào có, anh alo cho chú mày. Nè, làm điếu đi. Bây giờ chỉ có tiền mới giải quyết được nỗi sầu trong lòng em không? Hút đi. Anh Tư đâu có gạt chú mày đâu. Đây là cái loại thuốc giải sầu hiệu quả, mà nó vô có thể xoa tan đi những nỗi buồn phiền trong cuộc sống. Uống ly nữa đi em. Đó, uống một ly vô nó sướng sướng đó. Hút hút vô đi em.
Dạ, mời ông chủ. Đây, tôi đã lo đủ số tiền cậu yêu cầu. Dạ, cảm ơn ông chủ. Khỏi phải đếm. Lúc này cậu tạm lánh đi chỗ nào đó một vài ngày. Khi nào mọi việc lắng xuống, tôi sẽ điện thoại cậu về. À, ông chủ à, cái này chỉ mới là điều kiện thứ hai thôi. Còn à, điều kiện thứ nhất làm sao hả ông chủ? Tao đã nói với mày rồi còn gì. Mày á, ráng chờ đi. Khi nào ba tao mà gọi về, lúc đó chuẩn bị cho mày với con Cúc đó. Dạ, tôi biết. Nhưng mà tôi chỉ muốn ông chủ xác nhận lại thôi. Yên tâm, khi mọi chuyện yên ổn, tôi hứa là tôi sẽ gả con Cúc cho cậu. Dạ, cảm ơn ông chủ. Xin phép ông chủ, xin phép cậu chủ. Còn phần của con đó ba, con cũng đang cần tiền lắm đó. Từ từ đi, mày không thấy ba đang kẹt cứng hả? Mà mày là con cái trong nhà, từ từ ba sẽ giải quyết cho. Ok, con á cũng không muốn làm khó ba, nhưng mà con muốn ba tiến hành làm di chúc. Để lại tài sản cho con được không ba? Chưa gì, mày đã muốn trụ cho tao chết hả? Cũng đã tới lúc cha con mình nên lật bàn ngửa rồi. Giữa con với ba đâu có mối quan hệ ruột rà gì với nhau đâu. Mọi chuyện phải rõ ràng để sau này con không bị thiệt chứ ba. Mày thấy được, dù tao với mày không có máu mủ, nhưng tao đã nuôi mày mấy chục năm nay. Mày cũng được ăn sung mặc sướng có kém ai đâu. Dòng họ của bên ngoại mày còn đó, tao có muốn cũng không thể nào đối xử tệ với mày được. Nhưng mà con vẫn muốn mọi chuyện được rõ ràng. Nhưng không phải là lúc này, hiểu chưa? Ok, dù sao ấy, ba muốn yên ổn thì cũng nên biết điều với con. Kim, với Hào sao rồi con? Con không biết nữa chú ơi, bây giờ anh chưa tỉnh lại nữa chú. Rồi bây giờ tình trạng nó làm sao rồi? Con không biết nữa, con lo không à. Tại vì tự nhiên anh vừa gọi điện thoại cho con xong, lấy có người gọi bảo là anh nhập viện, con chạy tới đây liền, bây giờ con không biết cái gì hết, anh cũng không tỉnh lại nữa. Mà chắc là không sao đâu phải không chú? Bình tĩnh đi con, với Hào không sao đâu con. Kim nó gọi cho má nè. Thôi, anh Hào bị tai nạn rồi. Trời đất ơi, con nói sao? Thằng Chí Hào nó bị tai nạn hả? Nó ở đâu vậy? Nó bị nạn không vậy con? Cô đừng có lo nha, anh không sao đâu. Cô cứ bình tĩnh rồi từ từ đi xe lên nha. Mama, má đưa con. Alo, nè, cô đã làm gì chồng tôi? Tại sao chồng tôi bị như vậy? Cô nói tao đi. Chí Hào có chuyện gì tôi không tha cho cô đâu. Tôi sẽ nói chuyện với chị sau nha. Giờ cô, alo, alo. Má, nhanh lên má. Mình đi cho con. Anh cũng đã mệt mỏi nhiều rồi. Vậy thôi, nghỉ ngơi một chút nha. Nhưng mà chừng nào má lên á, anh phải tỉnh dậy nghe chưa? Anh đã từng nói với em là anh rất sợ má khóc, cho nên sáng mai khi má tới anh phải tỉnh dậy, không được làm biếng mà ngủ nướng đâu. Anh mà không dậy là má buồn.
Má khóc ở nhà. Sao rồi bác sĩ? Tình trạng bệnh nhân đã khá hơn nhiều, gia đình cứ yên tâm ha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chào bác sĩ. Chị Hào chưa tỉnh hả con? Kim à, chú thấy con mệt mỏi lắm rồi đó, về nghỉ đi con, để chú canh Chí Hào cho. Con muốn ở đây cho đến khi nào anh Hào tỉnh lại. Thôi con đừng có lo lắng quá, chị Thục và chị Thục và Linh Trang cũng sắp tới đây rồi, con về nghỉ đi nha. Chí Hào, Chí Hào, Chí Hào, Chí Hào à, Chí Hào, nhìn mẹ Chí Hào à, mở mắt nhìn mẹ đi con, mở mắt đi con. Con mở mặt nhìn má đi. Khi mà Chí Hào à, tỉnh dậy đi anh. Chí Hào à, mở mắt nhìn mẹ đi con. Con xin phép. Alo, Kim nghe. Kim à, Kim có rảnh không? Tôi muốn gặp Kim để trao đổi về một số đơn hàng. Kim có thể... Xin lỗi chú, bây giờ Kim không gặp chú được. Mà có chuyện gì vậy Kim? Tôi nghe giọng Kim không được bình thường. Tại vì anh Chí Hào mới bị tai nạn, hiện tại đang nằm trong bệnh viện. Sao? Chí Hào bị tai nạn à? Nặng hay nhẹ hả Kim? Bây giờ thì cũng đã đỡ rồi. Bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch. Thôi được rồi, tôi sẽ bố trí thời gian để đến thăm cậu ấy nha. Dạ, cảm ơn chú. Được rồi, chào Kim. Lũ này vô tích sự. Chú Triệu nói là sẽ sắp xếp thời gian để đến thăm anh Chí Hào. Ông Triệu rất có thể tai nạn của Chí Hào lần này có liên quan tới ông ấy đó. Sao chú lại nghĩ như vậy? Chú Triệu tuy là chú ấy... Con à, chính Chí Hào á đã phối hợp với công an bắt cái đường dây buôn bán lậu của ông Thuận với ông Triệu đó. Ủa? Thì ra chính ông Triệu là người đã hãm hại chồng tôi đúng như vậy không chú Trung? Đúng hay không? Cô Linh Trang à, cô bình tĩnh lại đi. Cái này á, tôi chỉ phỏng đoán theo cá nhân của tôi thôi. Mọi việc như thế nào á, phải chờ Chí Hào tỉnh lại đã, với lại phải có kết quả của cơ quan điều tra mới biết được cô ạ. Cô Trang à, cô bình tĩnh lại đi. Thật chịu. Ông, chính ông đã hãm hại chồng tôi. Tôi sẽ không tha cho ông, nhất định không tha cho ông đâu. Ba tính nói sao với con Cúc bây giờ hả ba? Tao cứ tưởng ông Công về đó xây cầu để lấy lòng Bạch Cúc. Rốt cục chẳng có việc gì, tao nhắc tới chuyện cưới gả thì lão lờ đi luôn. Lúc này tao đang nhắm tới một tay phó giám đốc ngân hàng còn rất trẻ. Lần này chắc chắn con Cúc không còn lý do gì để từ chối nữa. Công nhận ba giỏi thiệt. Vừa mất mối ông Công á, ba đã kiếm được mối khác liền. Hay thiệt. Nhưng mà còn với thằng Bảnh, ba phải đối phó sao hả ba? Lúc này á, cứ để nó lánh đi đã. Ba với mẹ ở đây cứ lẳng lặng lo đám cưới cho con Cúc. Khi nó về, Bạch Cúc đã là vợ của người khác rồi. 10 thằng với thằng Bảnh cũng chẳng làm được cái gì. Nhưng mà cái tài phó giám đốc đó như thế nào hả ba? Tất nhiên vị trí cậu này không bằng ông Công, nhưng mà tương lai cũng không thua kém đâu. Bằng mọi cách tao phải gả và được con Cúc vào cái chỗ danh giá. Làm tôi giật cả mình. Mà có chuyện gì tới đây?
Tôi hỏi ông thì đúng hơn. Hai cha con ông đang mình tính cái chuyện gì? Mày nói gì hả mày? Mày dám hỗn láo với ba tao vậy hả mày? Không, ngồi xuống đi. Ba để cho con dạy cho nó một bài học. Nó ỉ được nước nên lập tới, không có ai ra gì hết. Tao đã nói, mày ngồi xuống. Coi chuyện đang nghe mày. Bây giờ ông nói đi, ông đừng giả bạch cút cho ai. Đó là chuyện riêng của gia đình tao, mày không cần phải biết. Nhưng mà ông đừng quên, ông đã từng hứa hẹn với tôi điều gì. Bạch Cúc sẽ là vợ của tôi. Gì? Bạch Cúc là vợ của mày hả? Buồn cười thiệt. Tao gả Bạch Cúc cho mày, chẳng tha tao gả Bạch Cúc cho cái thằng thầy giáo nghèo đó còn hơn. Nhưng mà ông đã hứa với tôi rồi. Ông tính lật lọng hả? Tao lật lọng đó. Mày làm gì được tao hả? Cái thứ tay sai như mày cũng đòi trèo cao, đòi làm con rể nhà này hả? Tỉnh lại đi con, đừng có mơ. Được lắm, được lắm. Tôi đã vì hai cha con ông mà chuyện gì cũng làm được. Vậy mà cha con ông đối xử với thằng Bảnh này như vậy thì đừng trách thằng Bảnh này cạn tàu ráo máng. Ông hãy đợi đó. Nè 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 nè, thì dám đối đầu với cha con tao hả? Không dễ đâu. Mày là cái gì mà dám đối đầu với cha con tao? Ông đừng vội đắc ý, để rồi xem. Thằng Bảnh này sẽ làm được gì hay cho con ông? Tao thách Bảnh. Bảnh. Thôi con, gọi làm cái gì để cha nó? Nó hăm dọa kìa, ba không thấy sao? Chó điên sủa bậy, mày đừng có quan tâm. Nhưng mà nó là người bên cạnh ba lâu như vậy, có khi nào nó có được cái bằng chứng để chống lại ba không? Mày biết đó, bất cứ ai cản đường Khắc Triệu này thì sẽ có một số phận duy nhất thôi. Kim. À, anh tỉnh lại rồi hả? Anh thấy trong người sao rồi? Anh thấy khỏe rồi, không sao đâu. Cô cảm ơn con nha. Nếu mà không có con á thì không biết thằng Chí Hào nhà cô nó thế nào nữa. Cô đừng nói như vậy. Bây giờ anh Hào tỉnh lại là con mừng rồi. Thôi, con về. Thưa cô, con về. Thì Kim à, em về. Em giúp anh đưa má anh về giùm nha. Thôi, để má đây, má lo cho con. Má à, chồng con nói đúng đó. Có con ở đây chăm sóc cho ảnh rồi. Thôi má về nhà nghỉ ngơi nha. Ừ, má về rồi, một lát má vô. Chí Hào nó có chuyện gì á, con gọi điện thoại cho má nha. Dạ, má về nghỉ ngơi nha. Thôi má về ha. Má về nha con. Em về. Tôi xin anh nghĩ đến tình nghĩa bao năm qua mà giúp cho tôi. Lần này tình hình căng lắm, bây giờ muốn gỡ cho ông không kịp nữa rồi. Tôi mà dính vô nữa là mất chức liền. Thôi ông trông cậy vô vận may đi nha. Bye nha. Dạ thưa giám đốc, có giấy tờ cần ký. Thôi, ra ngoài đi, để lúc khác. Dạ. Sao chi phí xử lý nước thải lại tăng gấp mấy lần vậy? Dạ tại con nhỏ phóng viên đó nên tôi không có dám xả ra môi trường nữa mà xử lý đàng hoàng đông chủ à. Mày còn ngu thì ngu vừa thôi, sao lại ngưng hẳn? Mày coi tình hình rồi lén xả thải không theo định kỳ thì tụi nó không phát hiện chứ. Làm như vậy tiền đâu mà tao chịu nổi. Thôi được rồi, tao sẽ tự giải quyết. Còn mày á, nó phải vô xả thải đi. Chi phí cao quá rồi, xử lý nữa, xả thẳng ra ngoài đi.
Tôi đã nói là giữa tôi với anh không có chuyện gì cả. Anh đi về đi. Anh đến đây có chuyện quan trọng muốn nói với em. Nếu như em không muốn nghe thì em sẽ hối hận đó. Có chuyện gì? Anh nói đi. Bạch Cúc à, anh biết là trong mắt em, anh lúc nào cũng là một kẻ xấu. Anh cũng biết như vậy. Nhưng mà em biết vì ai mà anh làm những điều xấu. Anh đừng có lòng vòng nữa. Là vì em, là vì ba của em đó. Tại sao lại là cha con tôi? Cúc à, anh thương em, anh muốn có được em, cho nên anh sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện mà ông chủ sai khiến, cho dù đó là những việc tồi tệ nhất. Vậy có làm như vậy á, ba của em mới bằng lòng gả em cho anh. Anh đang đổ tất cả mọi tội lỗi cho ba tôi à? Ngoài chứng cứ này, anh còn rất nhiều những chứng cứ khác chứng minh ba em phạm tội buôn lậu. Nếu như em chấp nhận anh hứa anh sẽ xóa tất cả. Còn không thì anh sẽ chuyển qua cho công an hết. Nếu như anh không có thứ mà anh sẽ làm tương cùng với em. Em hiểu là anh muốn nói gì mà đúng không? Anh đang đe dọa tôi đó hả? Cho dù thế nào thì tôi cũng không đồng ý lấy anh đâu. Bạch Cúc à, em không cần phải vội vàng như vậy. Em hãy suy nghĩ kỹ đi. Ngày mai anh sẽ quay lại để nghe câu trả lời của em. Tôi nghĩ đây không phải là một vụ tai nạn. Bởi vì rõ ràng người thanh niên kia cố tình ép tôi. Mà đoạn đường đó chỉ có tôi và anh ta. Vậy anh có nghi ngờ hay không? Chúng tôi có ghi nhận được thông tin là anh đã hợp tác cùng với công an kinh tế để phá vụ án buôn lậu giả gì rồi. Vậy anh có nghĩ là chủ mưu trong vụ tai nạn vừa rồi là ông Triệu và ông Thuận không? Tôi không biết, nhưng mà tôi nghi ông Triệu. Cảm ơn anh. Dạ. Chào chị. Dạ, chào chị. Chào chị. Ông còn dám giáp mặt tới đây hả? Ủa, tôi tới thăm Chí Hào mà cô Trang. Thôi đi, ông đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Không phải chính ông là người đã hãm hại Chí Hào hả? Ông muốn đến đây để xác minh xem Chí Hào còn sống hay đã chết đúng không? Tôi đã ở đây rồi, thì ông đừng hòng đụng đến Chí Hào nha. Vậy à? Sao chú không cho con biết chuyện này sớm hơn? Bởi vì Chí Hào nó không muốn con lo cho nó. Nếu mà không khéo để con dính vào chuyện này thì cả tính mạng của con cũng sẽ bị đe dọa. Vậy là bao nhiêu lâu nay con đã nghĩ sai về ảnh rồi. Con cứ tưởng là ảnh hám lợi, ảnh biến chất, bởi vì ảnh mới theo ông Thuận. Lúc nào ảnh cũng như vậy hết à, cứ âm thầm chịu đựng tất cả mọi chuyện một mình. Thôi đi con, mọi chuyện đã qua hết rồi, con đừng để lương tâm của mình bị dằn vặt nữa. Có lẽ lần này mọi tội lỗi của ông Triệu sẽ bị phanh phui trước ánh sáng của công lý, và ông ta không còn cơ hội để hại chú cháu mình nữa đâu. Đó cũng là điều mong muốn lớn nhất của Chí Hào đó con à.
Thưa giám đốc, chiều nay họ sẽ chất vấn chúng ta về các chứng từ đầu vào và các vụ nộp thuế à? Ừ. Thôi được rồi, cô về phòng đi. Nếu có gì mới lập tức phải báo cho tôi biết ngay. Dạ. Ba. Hả? Con có chuyện muốn nói với ba. Có chuyện gì vậy? Con có chuyện muốn nói. Con có chuyện gì thì về nhà nói. Không, con muốn nói tại đây. Ba đã mệt mỏi lắm rồi, con còn muốn gây sự gì ở đây? Ba, có phải chính ba đã ép anh Bạch nhận tội thế cho ba đúng không? Cái chuyện làm ăn nó phức tạp lắm, con không hiểu hết đâu. Mà con đừng có nghe những lời vu khống bậy bạ của thằng Bảnh. Chính tại con đã nghe thấy, ba của con đã làm những việc như vậy. Ba nói đi, tại sao lại như vậy hả? Thôi, để đi cho ba. Đây là chỗ ba làm việc, chứ không phải chỗ con khóc lóc nhõng nhẽo ở đây. Về ngay. Ba nói, đi về ngay. Con à, con cũng nghĩ ông Triệu là người chủ mưu hãm hại Chí Hào sao con? Bây giờ mọi chuyện chỉ đang là nghi ngờ thôi cô. Vì ngoài ông Triệu ra thì anh không có thù hằn gì với ai hết. Người như ông Triệu thì chuyện gì mà ông không dám làm chứ. Đã một lần hãm hại không thành công rồi, cô không biết á, Chí Hào còn xảy ra chuyện gì nữa. Cô sợ quá con à. Con biết đó. Bây giờ chỉ có con là con của ba thôi. Mọi việc đã hỏng hết cả rồi. Công ty bị điều tra, còn Chí Hào thì không chết, và còn thằng Bảnh nữa lại đang bắt đầu giở trò. Con à, bằng mọi giá phải ngăn chặn ngay việc này lại. Nhưng mà ngăn bằng cách nào đây ba? Con chó trung thành của ba bây giờ nó lăm le muốn cắn luôn chủ rồi. Ba biết điều đó. Vậy muốn để không có bị cắn chỉ còn một cách thôi. Đó là mình thủ tiêu nó. Nè, cái việc này ba giao cho mày. Nhưng mà ba ơi, bây giờ con không thể vì ba mà mạo hiểm tham gia vô mấy chuyện chết chóc này nữa đâu. Trời, con ơi, bây giờ ba chỉ còn có một mình con thôi. Con biết ba đã kiệt sức rồi, lúc này con phải giúp ba chứ. Nhưng mà biết sao giờ, bây giờ con thấy không có hứng thú. Con biết đâu, nếu như lúc này mà để thằng Mạnh nó phá, công ty sẽ sụp đổ. Khi đó thì ba còn gì để trao lại cho con nữa. Con biết đó, cái cơ ngơ này cả đời ba đã gây dựng chỉ vì hai anh em con thôi. Ba không để nó hủy hoại tương lai của hai anh em con được. Thôi được rồi, con á sẽ để mắt tới thằng Bảnh. Nếu nó mà dám trục trịch, con sẽ xử nó ngay. Con ráng giúp ba đi nha.
Tới lúc mẹ anh chị biết. Không phải anh Tư đúng là xinh, anh Tư mà làm cho nó dễ dàng đồng ý là mình phải to rồi. Tụi bay biến đi, để nó ở đây tao giải quyết cho. Ok, vậy tụi em đi. Ê đi mày. Dạ, cảm ơn anh Tư. Em đi đi. Tông, đi đâu? Không. Đi. Sao? Tì quá phải không? Thấy tiền không? Y như chú mồm lai đúng không? Anh Tư mình nói đúng lắm không? Anh Tư nói đúng quá. Y như là y. Nhưng mà anh em quen biết để lâu nay, sao mà anh Tư cho biết trễ quá vậy? Đâu có muộn đâu. Chúng mày chỉ cần phone một cái, anh Tư cho mày lên tiên thuê tết trời luôn á. Ok. Ok, anh Tư đúng là số 1 đó. Nè, anh Tư mồi cho mày nè. Đó. Cái vô, cái vô. Thiếu không, thiếu không. Thích mạnh vô. Thích vô, mạnh vô. Đó. Sướng lắm luôn. Tới trời chứ. Em à, em có biết không, để rồi em xem. Không bao lâu nữa đâu, anh sẽ leo lên cái vị trí cao nhất ở công ty này đó. Em không cần anh leo cao làm gì, mà chỉ muốn chúng ta chính thức thành chồng vợ, sinh con đẻ cái, cả nhà cùng nuôi nhau là hạnh phúc lắm rồi. Vì vậy thì đơn giản quá. Bởi vì anh muốn làm sao để tạo dựng cơ nghiệp vững chắc để đứa con của mình nó còn tự hào về anh nữa chứ. Anh à, anh thích đó, con của mình sau này á là con trai hay con gái? Tuy nhiên là con của anh là con trai rồi. Anh muốn làm sao con của anh phải mạnh khỏe nè, như anh nè. Rồi khi nào nó biết đi là anh dẫn nó đi khắp nơi với anh luôn. Và cha con của anh sẽ gây dựng sự nghiệp mà bao nhiêu người mơ ước. Em thì không mơ cao như vậy đâu. Em chỉ muốn nhà mình đói no có nhau, như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Có anh thì chuyện mơ ước sẽ thành hiện thực, em đừng lo ha. Ông còn dám giấu mặt ở đây hả? Thôi đi, ông đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Không phải chính ông là người đã hãm hại Chí Hào hả? Ông muốn đến đây để xác minh xem Chí Hào còn sống hay đã chết đúng không? Trời ơi, tại sao lại quan nghiệt như vậy nè? Kim à, không giấu gì Kim, kho giải của tôi hiện nay đang bị niêm phong và điều tra. Mà tôi còn mấy đơn hàng cần phải giao cho người ta. Nếu không, tôi phải bồi thường hợp đồng.
Nếu thi được thì Kim ráng giúp tôi nha. Tôi sẽ kiểm tra lại hàng hóa của công ty và trả lời cho chú sau. Và chị giúp chú thì tôi nghĩ có thể được. Cảm ơn Kim. Tôi giúp chú là vì nể tình bạn giữa chú và ba tôi. Nhưng mà tôi nói với chú trước luôn, hợp đồng giữa hai công ty phải có đầy đủ tất cả những giấy tờ hợp pháp. Chuyện này chú giúp tôi được không? Tôi biết mà. Làm ăn với Kim dứt khoát là tôi phải đàng hoàng chứ. Em xin lỗi. Tại sao vô thăm anh là xin lỗi anh? Em vô thăm anh là tốt lắm rồi. Là xin lỗi cái gì chứ? Em thay ba em xin lỗi anh. Em biết là chuyện này ba em làm với anh là không phải. Nhưng mà anh đừng trách ba em nha. Em nói vậy là sao? Anh Bảnh đã nói với em rồi, là ba em đã sai anh Bảnh gây ra tai nạn cho anh. Cho nên thật sự em không thể chấp nhận được. Chuyện này không có liên quan tới em đâu. Cho dù ba em có làm cái gì á, thì em vẫn là cô em kết nghĩa của anh. Anh Bảnh biết rất nhiều chuyện xấu ba em làm, nên bây giờ anh ấy đe dọa ba em, còn muốn là em phải lấy anh ấy nữa. Bây giờ em không biết phải làm sao nữa. Nghe anh nói nè, em phải bình tĩnh. Mình phải bình tĩnh thì mình mới giải quyết được chuyện này. Chắc là em sẽ trở lại trường đại học. Em không muốn sống ở thành phố nữa. Cúc ơi, em giúp anh sắp xếp đến gặp Bảnh được không? Anh gặp anh Bảnh để làm gì? Đừng nói là hai người sẽ đánh nhau nha. Anh có chuyện cần nói chuyện với Bảnh thôi. Thôi được rồi, em sẽ nhắn với anh Bảnh. Cảm ơn em. Thôi anh nghỉ đi, em về nha. Cắt Triệu, ông cứ đợi đó, tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu.